Kiếp thi trăm trận trăm thắng cho 2K4. Trước ngày thi 3 ngày, các cậu không thức đêm như trước nữa, hay để cơ thể quen với việc tỉnh táo ban ngày. Trước thi 1 ngày thì hãy nghỉ ngơi cả ngày hôm đó, có thể đọc sách vở một chút, tránh nghĩ về kỳ thi quá nhiều. Cũng nên tránh xa những người bạn hay có tâm lý lo lắng sợ hãi và không nên ra ngoài chơi để tránh những rủi ro không đáng có. Đây cũng là ngày đến địa điểm làm thủ tục thi, cần chuẩn bị sẵn tất cả dụng cụ cần thiết. Chúng mình nên đi loanh quanh, đi xem vị trí phòng thi của mình và phòng vệ sinh cho khỏi bỡ ngỡ nha. Ngày thi thứ nhất, tốt nhất các bạn nên đến địa điểm thi sớm hơn 30 phút, ngồi đọc lại qua kiến thức, đọc lại một lượt những phần mình hay quên. Trong giờ thi, sau khi làm hết câu dễ, nhớ kiểm tra lại một lượt để tránh tình trạng câu khó làm được mà câu dễ lại sai nhé. Kết thúc môn thi thì dù cho có làm được bài hay không cũng đừng suy nghĩ gì cả, dồn hết năng lượng vào những môn thi tiếp theo nha. Đặc biệt là không được thức khuya để ôn bài nữa. Cuối cùng, chúc 2K4 chúng mình thi thật tốt, giữ gìn sức khỏe và sớm ghi danh vào trường nguyện vọng 1 nha. Sát ngày thi vẫn chưa học được chữ nào thì phải làm sao? 2K4 chúng mình sắp thi rồi, bây giờ giở cuốn sách dày cộp mà không biết học từ đâu, hoặc 8-9 cộng chắc chắn hoàn toàn không thể. Nhưng nếu các bạn cần chống liệt cho những môn tốt nghiệp thôi, hoặc là tăng 2-3 điểm thì mấy cuốn sách hack điểm này là dành cho bạn nha. Cả bộ sẽ gồm 5 cuốn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh. Ở đây sẽ gói gọn đầy đủ tất cả công thức, kiến thức trọng tâm có trong bài thi Trung học phổ thông quốc gia. Tiếng Anh thì các bạn chắc chắn phải học ngữ pháp trước, từ vựng sau, vì ngữ pháp thì luôn có trong đề, còn từ vựng thì vô vàn và tương đối khó nhớ. Trong cuốn sách này đã bao gồm chọn bộ ngữ pháp, cấu trúc đưa ra đều có ví dụ đi kèm, viết kèm bằng tiếng Việt nên rất dễ nhớ và dễ học. Tương tự Toán, Lý, Hóa, Sinh thì sẽ có thêm cả sơ đồ tư duy, công thức tính nhanh, bấm máy cho các bạn tự học. Có những câu mình không nhớ công thức nhưng bấm máy theo sách thì vẫn ra kết quả đúng cơ. Hơn nữa, giá của cả 5 quyển này đang được flash sale nên chỉ bằng 3 cốc trà sữa thôi, mà được tặng cả khóa mất gốc trong 1 tháng, xem live, xem video chữa đề, join group chat để giải đáp câu hỏi khi học 100% miễn phí nữa. Cách chống liệt mọi thể loại môn nhé. Nếu gặp câu hỏi mà cả 4 phương án đều dài thì các bạn lụi B, cả 4 phương án đều ngắn thì chọn C. Nếu có 3 phương án ngắn và 1 phương án dài thì chọn dài nhé. 3 phương án dài, 1 phương án ngắn thì chọn ngắn nhé. Đây là tips mình tìm hiểu được từ Giang Cư Mận. Nghe để tham khảo thôi nhá. Đừng tin bất cứ điều gì trên mạng cả, học đi nha. 3 bí kíp để đạt 28 cộng điểm thi đại học. 1. Cần kiến thức đề cương tổng hợp. Mình hay vào Google gõ thế này. Ở đây sẽ có các file tài liệu chất lượng, xịn sò và rất dễ học nha. 2. Vẽ mind map từ file tài liệu. Vẽ sơ đồ tư duy giúp các bạn không bị sót kiến thức, lại chủ động được kiến thức và sẽ nhớ lâu hơn rất nhiều, làm trách nhiệm cũng dễ hơn nữa. 3. Học tới đâu, luyện đề tới đấy. Mình hay công thức cần thiết ngay bên cạnh câu hỏi luôn, chỉ cần quen vài lần, sau đọc xong câu hỏi là đầu cũng nhảy xong công thức, không bị nhớ nhớ quên quên nha. Câu nào làm sai thì nhớ đánh dấu đỏ lại, thi thoảng lôi ra giải lại một lần. Và 4. Nếu có thể thì 2K5 hãy học trước chương trình. Mẹo này sẽ giúp việc ôn thi đại học sang năm của các bạn nhàn hơn rất nhiều. Nếu các bạn chưa tìm được chỗ học thì có thể tham khảo thử khóa pass ôn thi đại học này. Trước khi học 12 thì được ôn tập hết lại kiến thức 11. Hè thì được học trước chương trình 12, ôn full các giai đoạn chuyên đề, tổng ôn, luyện đề từ tận lúc thi cho các bạn luôn. Có đủ lớp mất gốc, lớp nâng cao cho các bạn lựa chọn. Và vì vẫn đang free nên là tội gì mà không thử.